Thưa quý vị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức căng thẳng và phức tạp. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, tập trung cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân nên cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp. Ngày 23 tháng 5 năm 2021 thực sự là ngày hội non sông, ghi nhận dấu mốc quan trọng trong bước đi cụ thể hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương, đất nước ngày thêm giàu đẹp. Cùng với cả nước, cử tri và nhân dân Đông An rất tin tưởng kỳ vọng cho một chặng đường phát triển mới đang mở ra. Cá nhân tôi cũng như là cử tri ở địa phương á, cái mong muốn lớn nhất á là các vị đại biểu lần này thì phải phát huy hết cái vai trò trách nhiệm của mình, được nhân dân gửi gắm cái niềm tin để làm sao xây dựng được chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh và góp phần xây dựng đất nước phát triển. Nhìn chung thì qua các buổi tiếp xúc cử tri thì đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thể hiện qua cái chương trình hành động của mình thấy có sự quan tâm đến đời sống và các tinh thần cho nhân dân. Thì mong muốn của bà con cử tri thì sau khi các đại biểu trúng cử thì thực hiện đúng lời hứa của mình và cái góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và cái công tác an sinh xã hội được thực hiện tốt. Sau khi có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân nhận thấy chất lượng đại biểu lần này rất tốt, có trình độ chuyên môn cao và phân bổ ở đều các cái lĩnh vực như là hành chính, tư pháp, các tổ chức chính trị xã hội. Thì thông qua cái chương trình hành động thì các đại biểu cũng đã xây dựng các cái kế hoạch và đã có những cái định hướng cụ thể cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì các đại biểu sẽ thực hiện đúng như cái chương trình hành động cũng như là cái kế hoạch đề ra để góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công tốt đẹp, cả về cơ cấu nhân sự và công tác tổ chức, đảm bảo theo đúng trình tự luật định và phù hợp với tình hình của địa phương, nhất là đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 45 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử. Kết quả đặc biệt phấn khởi là tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,83%, cao hơn tỷ lệ bình quân chung của cả nước và tỷ lệ cử tri đi bầu cử của nhiệm kỳ trước. Không đơn vị nào phải tổ chức bầu cử thêm, bầu cử lại. Không có vi phạm xảy ra trong công tác bầu cử. Đa số cán bộ chủ chốt ở các cấp đều trúng cử. Tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ ngoài đảng đạt tương đối cao. Với vai trò của mặt trận, chúng tôi cũng đã chủ trì các bước hiệp thương cũng như là tổ chức cái hội nghị cử tri nơi cư trú và nơi công tác để người ứng cử. Để lấy ý kiến người ứng cử thì phải nói rằng đảm bảo đúng quy định. Bên cạnh đó thì được sự quan tâm của tỉnh ủy thì các cái quy trình thực hiện giới thiệu, cơ cấu kết hợp cũng đảm bảo đúng theo tỷ lệ, theo quy định. Và bên mặt trận cũng đã tập trung tuyên truyền cử tri tham gia dự tiếp xúc cử tri cũng như là tỷ lệ đi bầu đạt rất cao. Riêng về cái đại biểu Quốc hội thì phải nói rằng giới thiệu người trung ương giới thiệu về 3 vị thì chúng cũng đã đạt 3 trên 3. Sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là do sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó có sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát kịp thời, quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và ủy ban bầu cử tỉnh, cùng với sự phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử.
Sự tin tưởng, tín nhiệm, đồng thuận và ý thức trách nhiệm của nhân dân, cử tri tỉnh nhà trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình là yếu tố quyết định bảo đảm cho sự thành công của cuộc bầu cử. Theo đó, quy trình công tác nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo phát huy dân chủ khách quan từ khâu hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đến khâu lấy ý kiến cử tri về người ứng cử và tổ chức vận động bầu cử. Ngoài ra, công tác thông tin tuyên truyền cấp phát tài liệu tuyên truyền của người ứng cử được thực hiện hiệu quả với nhiều hình thức mới, phong phú, đa dạng, đảm bảo đến từng hộ gia đình, qua đó mang lại hiệu quả rất tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức bầu cử. Riêng mặt trận thì cũng báo trong cái lần bầu cử này, thì với cán bộ chuyên trách của mặt trận cũng được tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là 617 người. Kết quả sau bầu cử thì có tỷ lệ là người trúng cử rất cao. 3 trên 3 vị là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 35 trên 36 vị là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 406 trên 558 vị là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã. Đặc biệt là có 7 trên 7 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với cái sự trúng được nhân dân tín nhiệm và trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp của các vị là cán bộ mặt trận chuyên trách và các vị là thành viên Ủy ban Mặt trận cũng như các vị là doanh nghiệp và là ngoài đảng và trong đảng là đảng viên và ngoài đảng, thì phải nói rằng tôi tin tưởng rằng tỷ lệ như thế thì đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp sẽ có nhiều cái dưới tinh thần trách nhiệm và sự tâm huyết của mình thì sẽ có nhiều cái đóng góp nhiều hơn nữa vào nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2026 để góp phần cho quê hương Long An ngày càng phát triển hơn. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, ngày 21 tháng 6 năm 2021, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công. Tại kỳ họp thứ nhất này, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 báo cáo tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công bố nghị quyết về xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và trao giấy chứng nhận cho 60 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, đồng thời thông qua nghị quyết về chương trình hành động toàn khóa Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2021. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kết quả với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đã bầu ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Và các chức danh chủ chốt khác của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân. Xin thay mặt cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với chúng tôi. Đây là vinh dự to lớn và cũng là trọng trách nặng nề trước đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và nhân dân tỉnh nhà. Với trách nhiệm của mình, chúng tôi sẽ luôn phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao, tuyệt đối trung thành và nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, luôn tuân thủ các quy định, nguyên tắc, quy chế, sự chỉ đạo của Trung ương, bám sát sự lãnh đạo của tỉnh ủy, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhất là thực hiện tốt chức năng quyết định và giám sát. Phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực của nhà nước ở địa phương, phối hợp hiệu quả, trách nhiệm, chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Kịp thời cụ thể hóa và sớm đưa nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 11 và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống,
trọng tâm là thực hiện 3 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của tỉnh. Đạt được mục tiêu đến năm 2025 giữ vững vị trí dẫn đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tiếp tục kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp, những kết quả, kinh nghiệm của hội đồng dân các khóa trước, luôn tôn trọng, lắng nghe, gắn bó mật thiết, liên hệ chặt chẽ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân, luôn xứng đáng với lòng tin và sự kỳ vọng của nhân dân. Vấn đề sau cuộc bầu cử, cử tri mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cần chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện chương trình hành động của mình một cách chuyên nghiệp, bài bản, cụ thể trong nhiệm kỳ, để từng bước thực hiện bằng được những lời hứa, những cam kết đã trình bày với cử tri. Với phương châm, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, giải pháp mạnh mẽ và hành động quyết liệt, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu và sức mạnh tập thể để giải quyết những vấn đề lớn, những vấn đề có tính chiến lược, đột phá cho sự phát triển của tỉnh, gắn liền với bảo đảm ổn định trật tự xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.